Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình đi trao quà cho bà con. Hôm nay đi bằng cái giỏ máy nè các bạn. Hôm trước mình nhận một số tiền 300 Canada của chú Châu, chú Cường, chú Thọ gửi cho mình. Hôm nay mình mua 25 phần quà cũng đi trao cho bà con nữa. Mình đi bằng giỏ máy, mình đi từng nhà mình cho bà con. Đây là quà nè các bạn, đây gạo, bên kia thì bọc quà cũng giống như mọi lần mình đi vậy đó. Dạ, cho con gửi bác một phần quà ha. Dạ. Con bác cảm ơn con nhiều nha. Dạ dạ. Nào giờ hết tin được, bữa nay được mừng quá. Dạ dạ. Rồi cho em gửi chuyện phần quà ha, với 10 kg gạo. Rồi để lên trên đây. Rồi chúc gia đình mình nhiều sức khỏe ha. Hơn nhiều nha. Dạ dạ. Thôi em đi luôn nha. Dạ. Mình quá con ơi, nào về hôm nay cho con lại cho chiếc là mừng. Rồi, rồi chụp chứ. Dạ rồi. Cảm ơn nha. Cho con gửi cô một phần quà ha, với 10 ký gạo. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Rồi cho con gửi cô phần quà với 10 ký gạo ha. Dạ. Này, lấy gạo lên. Đưa gạo lên trước á. Rồi rồi được rồi, gọi chị xuống nhận phần quà đó. Cái này chứ. Rồi, chúc gia đình nhiều sức khỏe ha. Dạ, cảm ơn. Rồi cho em gửi chị phần quà với 10 ký gạo ha. Dạ. Dạ, đây cho gửi vô gia đình của con phần quà 10 ký gạo luôn nha. Dạ. Đây nhà của nhà em ở bên kia. Dạ. Trực tế đó. Có nhà là tới ha. Cho em gửi chị phần quà với 10 ký gạo. Dạ. Dạ. Của bà Hạnh đó, cho bà Hạnh nó bảo què mà ổng chỉ bán cái số ăn không à. Ờ, biết rồi. Chị lấy lên giùm em ha. Rồi lấy lên đi. Hồi làm cũng có cho rồi mà trên cả là dài nhưng mà mình phải cho nó cũng hết không nó rồi mình dạng coi. Được đó hả? Nhà nằm nhà. Nhà luôn.
với 10 kg gạo. Chim mổ câu mẹ. Rồi cho con rồi, con gửi cô phần quà ha, với 10 kg gạo. Ô này mắc cầm đứa nhỏ, bằng đứa nhỏ để dưới đi. Em ẵm em đi. Dạ. Cảm ơn. Đưa cho dạ. Để dưới đi. Để dưới đi. Dạ. Quay viên vô chỗ. Thôi con đi luôn nha. Nè, quay nè, tao vô. Quay cho quay vô. Cho quay vô. Cho quay vô quay. Cho con gửi cô một phần quà nha con. Với 10 kg gạo. Đây cô cầm giùm con đi. Rồi cho con gửi cô một phần quà ha, với 10 kg gạo. Dạ. Rồi được rồi, được rồi. Cô cầm không được đâu. Cái chân yếu á. Rồi con chúc cô nhiều sức khỏe nha cô. Dạ, cảm ơn nhiều nha. Dạ. Rồi con gửi dì hai phần quà đấy. Với 10 kg gạo á dì hai. Dì cảm ơn con nhiều dữ lắm nha cô. Dạ. À, con chúc dì hai nhiều sức khỏe ha. Cắt lục bình bán này hả? Cắt lục bình đó. Dạ. Rồi cho gửi cô bác người phần quà ha. Dạ. Này quà của chú Cường, chú Châu, chú Thọ ở bên Canada gửi cho những người nghèo ở quê. Này con đi từng nhà con gửi cho bà con mình. Rồi con chúc cô bác nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn. Cảm ơn nha. Dạ dạ. Thôi con đi luôn nha. Dạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Kim chết. Rồi con gửi cho hai bác phần quà với 10 kg gạo ha. Phần nữa. Phần nữa nhà nhà con nó không cho hả? Giữ cháu kìa. Rồi con chúc bác nhiều sức khỏe ha. Dạ. Rồi cho con gửi chú một phần quà nha. Cho chú nè. Dạ dạ. Con gửi bác một phần quà nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi chúc bác nhiều sức khỏe nha. Rồi. Ok. Rồi con đây luôn ạ. Cảm ơn. Dạ. Đây mày khỏe ha. Dạ dạ. Bye. Ơi con chào bà bác. Ăn cơm hả? Cho con gửi bà bác một phần quà với 10 kg gạo nha. Dạ. Ta để đó cho bà bác đi bé. Dạ. Ở nhà có một mình hả bà bác? Có mình nha. Vậy hả? Được gì ăn cơm vậy? À. Bà bác năm nay nhiêu tuổi rồi? Không có bao nhiêu. Dạ. Ở con mình không có con cháu thì sao? Không. Có mà người ta nghèo, người ta ăn đi mà ăn hết rồi. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Dì ơi cho con gửi dì phần quà nha. Cho con gửi dì phần quà với 10 kg gạo. Cảm ơn nhiều lắm. Dạ. Sao mà gửi đây không biết. Con. Dạ. Rồi, chúc dì nhiều sức khỏe nha.